trường HTV Củ Chi, nơi dành cho những người đam mê bộ môn off-road. Những cánh rừng tự nhiên hoang sơ, những cung đường mang địa hình đậm chất off-road, diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng, phim trường HTV Củ Chi luôn được lựa chọn là địa điểm tổ chức những sự kiện thể thao mang tính thử thách cao. Công tác chuẩn bị chuyên nghiệp. Để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, đội ngũ tổ chức đã có buổi khảo sát địa hình cũng như các điều kiện tự nhiên sao cho phù hợp với các nội dung đề ra. Đồng thời, những công tác chuẩn bị về chuyên môn, bối cảnh đang được gấp rút tiến hành. Rồi tập hợp mọi người lại, tới đây. Khu này là an toàn nhất để chạy. Tại đây, hai giải Off-Road HTV Challenge Cup năm 2019 và 2020 đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Với tất cả những điều kiện kể trên, phim trường HTV Củ Chi được lựa chọn là địa điểm diễn ra các buổi huấn luyện vượt địa hình dành cho xe mô tô phân khối lớn. Các khâu chuẩn bị còn lại bao gồm xây dựng lều huấn luyện, âm thanh hiện trường đang dần được hoàn thiện. Cảnh phim trường HTV Củ Chi trong buổi huấn luyện đầu tiên. Trước khi tiến vào khu vực chính, tất cả ban huấn luyện, chuyên gia và các học viên cũng như ekip sản xuất đều phải tuân thủ 5K. Xét nghiệm nhanh COVID-19 và được hướng dẫn đăng ký, nhận ký hiệu của chương trình. Sự Việt Nam là một đất nước adventure nhất thế giới, là vì mình có cả địa hình núi rừng và biển, rất là đa địa hình. Mình có thể từ biển và chạy lên núi trong vòng sáng chiều, và đó là một cái địa hình lý tưởng cho cái bộ môn adventure. Đi lại có một cái chiều dài đất nước rất là dài, gần 2.200 cây số, và chính vì cái chiều dài đó là một cái điều kiện lý tưởng để mà tất cả các rider trên thế giới mong muốn tìm đến và thỏa mãn cái niềm đam mê chạy xe adventure của mình. Cái văn hóa chơi bình đẳng cộng đồng càng được khẳng định trong môn thể thao xe địa hình. Cái tính tương trợ nhau và bình đẳng hỗ trợ nhau trong cái văn hóa adventure thật sự là một cái rất là đặc thù đối với cái môn này. Thank you.
ngày hôm nay mình sẽ cố gắng chia sẻ càng nhiều kiến thức càng tốt. Và anh em mình còn một cái đoạn đường rất là dài, là mình có khoảng 4 buổi workshop như vậy. Thì rất là mong trong 4 buổi này thì mình sẽ chia sẻ được hết tất cả những cái kinh nghiệm mà mình chạy cho cái dòng xe Adventure này tới các bạn, để các bạn thưởng thức cái môn Adventure nó thú vị hơn ha. Vì đây là một cái môn chơi thú vị và an toàn. Cái môn Adventure là một môn đam mê, mà nó cũng là một môn thể thao ha. Chứ nó không phải đơn thuần là nó chỉ là lái xe. Nguyên tắc vàng của chạy Adventure là luôn luôn hai ngón để đây. Các bạn, nó giật mà. Hả? Thì mình giữ đây là mình sẽ, cái ga mình sẽ giữ đều. Thì mình chạy Adventure á, để mình biết được nhiều hơn. Tại vì ở nước ngoài người ta có một cái câu nói á, là when the road end thì Adventure begin. Tức là nôm na là khi mà cái đường nhựa nó hết rồi đó, mà tới cái đường đất á, là cái cuộc mà phiêu lưu nó mới thực sự là bắt đầu. Và cái lớp học hôm nay á, nó sẽ giúp cho mọi người á, có cái tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình điều khiển cái chiếc xe của mình đi những cung đường xấu. Ngay sau khi phần lý thuyết kết thúc, các học viên sẽ được trải nghiệm ngay trên những cung đường dành riêng cho off-road tại phim trường Củ Chi. Enduro Loop là một cái khu vực mà đường off-road nằm trong rừng, để anh em có cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình đi vào đường đất. Đó là bài tập quan trọng nhất trong môn Adventure mà ai cũng phải học qua. Quang làm như thế nào thì các bạn làm y chang như Quang như vậy, và người đằng sau sẽ làm như người đằng trước. Mình khởi động thì mình khởi động với chiếc xe, chứ mình phải khởi động với mình nha. Let's go. Trình tập luyện, các học viên nhận được sự hướng dẫn tận tình và tỉ mỉ từ phía huấn luyện viên cũng như các chuyên gia. Rồi để thẳng lại, bắt đầu vô slalom. Rồi đi theo người đầu, nhanh lên. Giữ khoảng cách, đừng đi gần quá. Đối với bộ môn này, những kỹ năng được đòi hỏi không chỉ là sức mạnh, sự khéo léo của người điều khiển xe, mà còn là sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình huống để luôn giữ được thế chủ động khi có sự cố xảy ra. Đối với off-road, sự cẩn trọng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Trong buổi học đầu tiên, những động tác tưởng chừng như đơn giản nhất vẫn phải được các học viên thực hiện một cách tỉ mỉ nhất trước khi bước vào hành trình với chính chiếc xe của mình. Đúng rồi, phải cảm nhận trong từng ốp vậy đó. Đúng rồi, bạn đi. Cảm giác đâu? Bạn đi. Bạn đi. Bạn ga lên, bạn ga lên em, bạn ga lên em. Cái bài vừa rồi các bạn chạy là hai cái bài gộp thành một. Đáng lý hai bài này mình sẽ tách ra, nhưng mà do các bạn chạy và kỹ năng rất là tốt nên mình gộp hai bài thành một luôn. Các bạn tập bài này càng nhiều thì các bạn lái cái môn Adventure này càng giỏi. Mình vừa mới mua xe được khoảng 2 năm và rất thích bộ môn này. Hôm nay là một dịp rất hay cho những anh em đam mê xe Adventure để có cơ hội tập luyện và trau dồi.
trong adventure mình chạy chậm thì làm sao để mà mình lấy cân bằng? Để mình lấy cân bằng thì mình phải counter balance lại. Khi các bạn cua ha, trong adventure các bạn cua, where you look, where you go, ha, các bạn cua này. Lúc sáng các bạn thấy tí đánh vòng cua U-turn không? Nhìn đâu? Mình lấy góc nhìn rộng. Đối với môn adventure nó phải mở góc nhìn rộng ra. Cho nó không có ôm theo sạch. Vô cô này, mình nhìn cô tiếp theo. Các bạn mới trải qua được 4 cái bài học nhập môn của môn adventure là riding position là tư thế lái, set up the bike là tinh chỉnh chiếc xe để phù hợp cái môn adventure, cái bài warm up và là cái bài mà khởi động và cái bài slalom là đi dích dắt. Thì trong 4 bài này thì các học viên phía người chơi chạy rất là tốt và nó đi thực tế để cho các rider biết được là chuyển đổi từ cái môi trường chạy xe trên đường nhựa qua đường đất và học kiểm soát được chiếc xe của mình trên cái địa hình đường trơn trượt. Thì bài này là cái bài hầu như áp dụng thực tế đối với cái môi trường là nóng ẩm và nhiệt đới như ở Việt Nam, và thường xuyên mình gặp bùn lầy và đường trơn trượt khi mưa, chợt nắng chợt mưa thì cái đường nó sẽ thay đổi liên tục. Thì cái bài này là cái bài thực tế nhất cho tất cả các anh em chơi. Trong adventure là đi để mà đến chứ không phải là tốc độ. Rồi mắt nhìn này, nhìn đây, đúng rồi, đạp cái chân nữa. Carlos, where you look? Here Carlos, here, đúng rồi, good. Don't look down, look up. Mắt nhìn đâu, mắt nhìn đâu. Move. Rồi đảo người, Tiger position đâu? Cho cái mông đẩy qua. Đó. Đúng rồi, từ từ thôi. Đúng rồi. Mình thấy đây là một chương trình rất là bổ ích dành riêng cho những người chinh phục dòng xe adventure, bởi vì là đi một dòng xe này thì nó sẽ có một kỹ năng vượt qua tất cả chướng ngại vật khác nhau. Vì vậy nên là buổi approach ngày hôm nay, buổi tập kỹ năng ngày hôm nay sẽ giúp cho mình và tất cả anh em biker ở đây sẽ có thêm kinh nghiệm để chinh phục lái chiếc xe CB500X cũng như là chinh phục được tất cả những quãng đường ở Việt Nam mình. Cái thuận lợi của cái sự kiện này á, là được thứ nhất là được phía bên chỗ Honda hỗ trợ. Cái tiếp nữa là các Big Bike Shop Hoàng Việt và Phát Tiến, sau đó các anh em biker, cuối cùng nữa là một cái sự hỗ trợ cũng khá là lớn từ phía HTV, cụ thể là phim trường HTV Củ Chi của mình đã hỗ trợ cái sự kiện này. Thì cái sự kiện này nó thành công cũng là hỗ trợ của các anh em HTV của mình. Tuy là nó có hơi mệt một xíu thôi, nhưng mà cái sự háo hức của nó, cái sự mà cái trải nghiệm tuyệt vời của nó mang lại, nó làm cho mình tự nhiên quên đi cái mệt và muốn lao vào để tiếp theo một cái bài khác nữa, thậm chí là cái bài khác có thể là cái level nó cao hơn nữa. Thì hiện tại là riêng mình thì vẫn còn rất là nhiều năng lượng. Thì qua bài học này thì mình cũng cảm thấy là cái kiểm soát ga của mình nó tăng lên, rút ra kinh nghiệm nhiều á. Đúng rồi, cảm thấy tự tin hơn. Và cái kỹ thuật đè xe khi vô cua nữa, khi mà mình cua những cái đoạn đường mà nó hơi cát, là hơi lầy xa lại xíu á, thì mình dần dần qua vài ba vòng á thì mình lại tăng lên cái kỹ năng, đúng không anh? Nó sẽ tốt hơn, tự tin hơn. Chứ ban đầu mới vô thì mình lại sợ cái xe nó bị trượt, là ngã, đúng rồi đó. Càng sau là càng chạy càng tự tin vững hơn. Đúng rồi. Nhưng mà giờ bằng chất chạy tiếp đây. Sẽ rất là háo hức. Còn rất là sung. Vậy bài tập tiếp theo. Mà mình cũng đang rất là háo hức mà đợi cái bài tiếp theo, mà thậm chí là nếu được thì cái level nó cao hơn, thì anh em hiện tại đang cũng rất là háo hức. Là máu. 2, 3, 4.